Tuấn Anh, ca sĩ lập dị không giống ai, giới tính gây tranh cãi, vẫn có vợ con, cách xây ngất ngưỡng. Bị nghi ngờ đồng tính nhưng vẫn có vợ con. Suốt hơn 40 năm qua, trên sân khấu hải ngoại, có một ca sĩ vô cùng nổi bật và gây ấn tượng nhờ ngoại hình đặc biệt, phong cách trình diễn kỳ lạ. Với đầu tóc, trang phục diêm dúa đều trang sức lồng lộn, đầy nữ tính nhưng chất giọng lại trầm ấm, truyền cảm. Đó là ca sĩ Tuấn Anh, người luôn được xem là một ca lạ và độc của giới âm nhạc. Ca sĩ Tuấn Anh từng một thời nối đình đám trong làng nhạc hải ngoại vào thập niên 1980-1990. Ấn tượng về anh trong khán giả là một ca sĩ có phong cách lập dị, thậm chí là quái dị, luôn xuất hiện trên sân khấu với bề ngoài không giống ai. Đó là những bộ trang phục lè loẹt và bắt mắt, trang điểm đậm như phụ nữ với bộ trim mép được cắt tỉa rất gọn gàng. Với ngoại hình này, nhiều khán giả khó tính sẽ cảm thấy không có cảm tình. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều khán giả đã bị ca sĩ Tuấn Anh chinh phục với chất giọng trầm ấm và rất truyền cảm. Nhiều người cho rằng Tuấn Anh thuộc giới đồng tính nên mới như vậy, nhưng thật ra anh cũng có vợ con bình thường. Bản thân Tuấn Anh từng được hỏi nhiều lần về phong cách trình diễn lạ mắt của mình. Anh chia sẻ, trước khi lần đầu đứng trên sân khấu hải ngoại vào năm 1981, tôi đã nghiên cứu và tìm cho mình một phong cách thật khác lạ, không giống với bất kỳ ca sĩ nào đi trước để gây ấn tượng với khán giả. Tôi rất kiên nhẫn, có ý chí và một sự tự tin. Lần đầu tiên thì chưa được hưởng ứng lắm, nhưng mình phải có công mài sắt. Quả thực thì quá trình để được nên kim nhờ trời thương, phước đức của ông bà, bố mẹ thì cũng không lâu lắm, không phải trải qua nhiều giai đoạn nhiều khê nữa. Sau khi được chú ý về mặt hình thức, Tuấn Anh cũng dần chinh phục khán giả bằng giọng ca đầy nội lực, truyền cảm. Đặc biệt, anh hát rất rõ lời, phát âm chuẩn từng chữ. Tuấn Anh coi đây là một cách tôn trọng tiếng mẹ đẻ và người nghe. Nghệ sĩ Phương Mai từng nói về giọng hát của Tuấn Anh như sau. Tôi nghĩ do anh Tuấn Anh chưa có duyên thôi, chứ nếu hát cổ nhạc thì rất hay, vì lặng hơi của anh ấy rất mạnh, khỏe, cột hơi phượng chắc, ít ai có được. Sự lập dị của ca sĩ Tuấn Anh không chỉ dừng lại ở những bộ trang phục màu mè, lạ mắt, mà còn ở cách trang điểm rất bạo, đậm nét trên gương mặt vốn nam tính. Không những vậy, cách hát của Tuấn Anh cũng khác biệt, kết hợp nhuần nhuyễn với tạo hình, biểu cảm, tạo nên một phong cách tượng hình, gợi cảm, tình tứ như vật kín đáo, tâm huyết với nghề, cách xê cao ngất ngưỡng. Dù được cho là đồng bóng và lập dị, nhưng Tuấn Anh lại là người vô cùng tâm huyết và nghiêm túc với nghề. Anh cũng có một nền tảng kiến thức đồ sộ về nghệ thuật biểu diễn. Được biết, trước khi đi hát, Tuấn Anh đã có thời gian 2 năm đi học ở Houston về diễn xuất, trình diễn. Nhờ đó, anh có khả năng tung hoành một cách tự nhiên và thoải mái trên sân khấu cùng với những câu nói dí dỏm làm cho khán giả thấy thú vị. Có thể nói, Tuấn Anh không phải là một ca sĩ đơn thuần, mà đúng hơn phải gọi là nghệ sĩ trình diễn trên sân khấu, kết hợp cả hình thể, diễn xuất, phục trang với giọng hát như một phiên bản nam của Madonna. Trong suốt quá trình đam nghề, Tuấn Anh luôn tự tìm tòi, nghiên cứu về âm nhạc. Dù không hát cổ nhạc, nhưng anh từng tiết lộ, mình đã nghiên cứu khá nhiều và thường tự hát cho chính bản thân nghe. Về sự nghiêm túc của Tuấn Anh, nghệ sĩ Phượng Mai chia sẻ, anh Tuấn Anh là người rất kỹ về nghệ thuật, cứ đụng tới chuyện trong nghề, anh Tuấn Anh sẽ cực kỳ khó tính. Tiền thì ai cũng cần, nhưng anh Tuấn Anh thì cần nghệ thuật hơn tiền và sẵn sàng từ chối sâu nếu không vừa ý, không cần tiền luôn. Trước đây, tôi cũng từng mời anh Tuấn Anh một lần, nhưng anh ấy từ chối. Anh ấy bảo, để anh biểu diễn thì cần đủ điều kiện về ánh sáng, sân khấu, âm thanh, micro, trang trí. Anh xin lỗi trước, không phải anh khinh thường em, nhưng anh quen kiểu đó rồi. Phải sân khấu chỉnh chu, anh mới lên diễn. Không thì không bao giờ anh lên, bản tính anh là như vậy. Tuấn Anh cũng chia sẻ, tôi không phải quá khó khăn, nhưng tôi cần thể hiện sự tôn trọng khán giả, nên mỗi lần lên sân khấu biểu diễn phải đầu ra đấy. Tất nhiên, tôi luôn cố gắng hết sức trong khả năng giọng hát của mình, nhưng ngoài ra vẫn cần phải thực hiện tối đa những gì có thể làm được. Một lần khác, anh nói, một người nghệ sĩ chân chính để phục vụ nghệ thuật và khán thính giả thì điều trước tiên phải tôn trọng khán giả. Bởi vì mình có tôn trọng khán giả, mình mới đạt được cái giá trị của nghệ thuật. Khán giả là mạch sống của người nghệ sĩ. Điều thứ hai, mình phải yêu thích chính bản thân mình. Bởi vì mình có trau chuốt cho bản thân mình thì mình mới trau chuốt cho nghệ thuật được. Điều thứ ba là mình phải quý trọng nghệ thuật, quý trọng âm nhạc và quý trọng cách diễn xuất. Thì đương nhiên mình càng quý trọng những điều liên đới tới những công việc của mình, các sở trường của mình thì mình sẽ yêu nghề hơn và mình cố gắng luyện tập nhiều hơn nữa để đáp ứng nhu cầu của khán giả về nghệ thuật. Vì là một người kỹ tính nên trong thời gian đầu đi hát, những trang phục bắt mắt của Tuấn Anh đều do tự tay anh thiết kế rồi đưa nhà may thực hiện. Sau này vì bận đi show nên anh phải mua đồ ngoài, nhưng cũng chỉ dùng đồ hiệu đắt tiền do Versace và Jean Paul Gaultier sản xuất. Tuấn Anh coi trang phục là một cách tôn trọng khán giả nên luôn xuất hiện chỉnh chu, đẹp lộng lẫy trên sân khấu. Nhờ sự nghiêm túc này mà Tuấn Anh đến giờ vẫn được đông đảo khán giả yêu mến, đắt show. Ca sĩ Quang Lê từng tiết lộ, sau 40 năm đi hát, cách xê của Tuấn Anh vẫn cao ngất ngưỡng hơn cả bằng kiều. Anh phải mất 200 triệu để mời đàn anh về Việt Nam hát, chưa tính các chi phí khác, Quang Lê nói. Cái duyên của Tuấn Anh ở chỗ, anh là một người nghệ sĩ đa năng, khi sở hữu giọng hát hay, còn có thể đọc thơ, kể chuyện và hoạt náo trên sân khấu.